Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Xin tự giới thiệu, tên chị là Simmy, dễ thương hoạt bát là phong cách của chị. Cái gì vậy? Mấy bạn thấy mình nghe mình rap hay không mấy bạn à? Ok. Không đừng thế, anh em không thả tim đi, cùng thị thí là phim đi, nếu không dám nhận lời thì phong phim đi. Thôi mệt quá, mệt quá. Tôi thấy từ nãy, tôi thấy rồi là mấy ông bị nhiễm rap của Free Fire hơi bị nhiều rồi nha. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè bạn, mình đã cùng với anh em của tứ trụ á, chính là anh Mr. Dịch Siro cùng với mèo Simmy, bọn mình đã vào trong Minecraft làng Hero Team nhưng ở một phiên bản mới nha bạn nha. Bạn biết phiên bản này là phiên bản gì không? Phiên bản này là phiên bản Free Fire trong Minecraft, nghe ghê không Dịch? Nghe ghê không? Thôi, Minecraft chảy chùa. Tào lao. Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau tỉ thí gọi là Free Fire trong Minecraft nha các bạn nha. Và trước khi vào video này, các bạn nhớ để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha các bạn. Và cái map này mình xin gọi là bật mí cho các bạn biết là map này là Phong tự xây luôn nha, rất là hay luôn á. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào, let's go. Rồi ok anh em ơi, bây giờ anh em lại mấy cái rương này nè. Đây, mình xin giới thiệu tất cả mọi người nha. Ở chỗ này mình có chuẩn bị cho mọi thành viên mỗi người một cái dù các bạn ơi. Các bạn biết cái dù để làm gì không? Cái dù này màu để... tím vậy. Ơ, cái dù cây ấy. Trời ơi. Mấy người cái dù người ta màu gì kệ người ta, nhưng mà quan trọng á là nhảy từ trên máy bay xuống là phải có dù, hiểu không? Đấy, thì khi nhảy xuống thì chúng ta mới không bị thương, mọi người hiểu không? Đấy, ok. Trời ơi, ơi không cần nhà nghèo không có skin dù đẹp giống anh em mình trong Free Fire. Đúng rồi, anh em mình đúng rồi. Skin dù mặc rồi cái thứ rồi. Đúng rồi. Thôi mấy ông xàm quá à. Bây giờ tôi chuẩn bị bắt đầu rồi nha, chuẩn bị nè. Mọi người sẽ đã sẵn sàng chưa? Ok. Sao? Rồi. Mấy bạn hãy chuẩn bị coi Hero đại chiến nè các bạn ơi. Ok, bấm nút bắt đầu nè. Rồi, let's go. Hero đại chiến phiên bản Minecraft. Mấy ông này nhảy xuống trước mình đó bạn ơi. Đó, thấy không? Dù nè, đấy. Bay nè, xịn chưa? Bây giờ mình sẽ đáp cái này. Ủa, đồ nó rớt rồi Phong. Trời ơi, đồ nó ở trong nhà với lại trong rừng, trong rương anh đi kiếm đi. Nè này, bây giờ mình sẽ chui cái xe tăng nữa bạn. Đây. Trong xe tăng nó có cái súng gì mà trông giống cái ống nước quá vậy? Trời ơi, quá trời súng luôn các bạn ơi. Cái này mà ống nước gì ba, súng này bắn hơi bị đau quá nha. Người nào thua là xong luôn á. Gì anh? Rương có súng gì đâu mà tàn giáp với đồ ăn không vậy? Không có súng. Không có súng hả? Không có súng vậy là anh xui rồi, anh kiếm nhầm gọi là cái rương không có súng rồi ấy. Các bạn coi là trên tay mình là nguyên cây sáu nòng luôn, mình bắn cho các bạn coi nè. Bam. Đó, xịn chưa? Bây giờ mình sẽ vô trường học. Ok, vô trường học để lấy thêm súng nè. Đây. Ê, có thằng vô trường học thì rồi. Sao qua kiếm nó? Hình như tôi mới thấy ai trong đây phải. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm nha. Ok. Ôi mấy bạn ơi, các bạn nhìn kìa, mấy bạn thấy không? Simmy được một điểm kìa, mấy bạn nhìn ở bên cái cột bên phải á, nó sẽ tính điểm á. Bạn thấy không? Simmy được một điểm rồi nè. Đấy, người nào cao điểm nhất người đó thắng nha. Ui trời ơi, quá trời súng luôn. Lùm. Quá trời súng luôn mấy bạn ơi. Trời ơi nhiều. Rồi xong full đồ luôn. Trời ơi, tôi nhiều súng đó mà tôi full đồ luôn mấy bạn ơi. Ok. Rồi. Ê sao? Sao từ nãy giờ tôi thấy anh em bắn nhau nhiều quá, ai cũng được một điểm. Giờ mid kìa. Hình như mình thấy ai. Dịch kìa. Ui, dịch chạy kìa bạn. Dịch. Bắn dịch. Mình sẽ là người được một mạng tiếp theo. Dịch đứng lại. Ui rồi, ông bắn vàng. Thế à. Ăn táo kìa. Phong này một mạng tiếp theo nè. Cái gì vậy? Tại sao mình lại thua Dịch mấy bạn ơi? Trời cái gì trời, tính ra là Dịch ít máu hơn mình mà ta. Ủa, Phong kiểu Phong cầm một nùi đồ luôn. Ghê chưa? Ui, ông Sido bắn mình mấy bạn ơi. Chạy, ông đồ bắn mình. Ôi bạn ơi, Dịch. Chết. Mày Sim nè. Mạnh quá. Simmy được 1 điểm, Siro được 1 điểm, Dịch được 2 điểm luôn. Trời, mình chưa được điểm nào bạn ơi. Sao mình xui vậy? Cái mình sẽ ra đặng ké mạng các bạn ơi, mình ra đặng ké mạng. Ui, bắn. Rồi, bắn Dịch đi, đừng bắn em rồi. Bắn em làm cái gì? Trời bạn ơi. Ông Dịch với ông Rô ổng chơi đồng đội bạn ơi, chơi kỳ. Súng này nó mạnh mà nó nhanh như đạn dữ Phong ơi. Nó phải nhanh hết đạn chứ anh. Chẳng lẽ giờ súng nó chậm hết đạn. Ok. Ôi bạn ơi, chết rồi. Giờ mình yếu xìu rồi, máu mình cũng hết rồi. Mình sẽ phải chạy ra ngoài đây đi lượm thêm súng thôi. Rô đâu? Rô ở trong nhà cây đo nữa không? Có giỏi ra ngoài đây đấu với em nè. Ôi Rô kìa. Ôi ra. Hai thằng này. Rô nè, nổ nè. Ok, nổ anh ơi, nổ rồi. Rô mất quá trời máu rồi. Đem bắn Rô. À hôm nay không mất máu nào hết Phong ơi. Ui hả? Không mất máu nào là sao? Kỳ vậy? Đâu chúng ta đâu. Tôi không điểm mấy bạn ơi, tôi buồn quá. Ai Dịch nè. Ôi sao hai ông bắn tôi cùng lượt vậy, chơi kỳ vậy. À
mình các bạn ơi, chơi kiểu này ai chơi lại trời. Ôi chơi mà chơi gọi là đồng đội với nhau rồi trời, chơi gì kỳ. Dịch bắt đầu. Ôi tôi mặc kệ mấy ông luôn, tôi từ nãy tôi bực lắm rồi đó, mấy ông chơi mấy ông tàn chơi đồng đội với nhau mà có một mình tôi từ nãy tôi không dí được ai chơi. Ai chơi đồng đội trời, tao thấy dịch đâu mà bắn dịch. À, tính ra hai ông bắn mình tui luôn á. Ok thôi bây giờ mình sẽ chạy qua bên ngọn núi đi các bạn ơi. Mình chạy qua ngọn núi mình kiếm súng khác xịn hơn các bạn à. Chứ bên kia mấy ông kia ổng gọi là chiếm đóng hết trơn rồi. Ôi chết, bo vô rồi. Bo vô tận đây rồi, mình phải lên mình lượm súng nhanh thôi. Không thôi là thua. Trời ơi, ông mạnh gần chết là mấy ông chơi tiếp up đúng không hả? Ê tính ra xem biết không, hồi nãy tôi gặp dịch nha, xong tôi bắn dịch, cái rô gặp tôi, rô bắn tôi luôn, rô không bắn dịch, rô với dịch chơi gọi là hai lần luôn rồi đó. Không đứng chung với nhau mà kêu team up kỳ bạn, tức là bạn đứng giữa hai, tôi lấy bạn hai, tôi bắn bạn ơi, alo. Chơi đồng đội kìa trời. Cái này tao gọi là chơi đồng đội đó. Tính ra là Phong đứng giữa hai, mình Phong bị kẹp bánh mì luôn. Ờ đúng rồi, Phong đứng giữa bị kẹp rồi, không kêu mình team up anh. Đúng rồi, hai em mình gọi là bẻ súng nãy giờ nè. Hai người chơi đồng đội với nhau. Hai người chơi đồng đội. Thôi đừng nói gì. Mình đồng đội thiệt đi anh. Thôi tôi nói rồi. Đừng nói nhiều. Hai ông đừng nói nhiều. Tôi không nghe lời hai ông nữa. Hai ông đừng nói nhiều. Ok bạn, mình mang tiếng team up rồi. Mình team up rồi. Phong rồi. Mèo Simmy. Mèo Simmy mới vừa dùng đại bác bắn em vậy đây. Mèo Simmy dùng đại bác bắn em. Simmy. Tết là bác là cây nào vậy? Tết hả? Mình sẽ giết mèo Simmy. Mình sẽ giết mèo Simmy để mình lấy mạng. Cái bazooka là chỉ bắn được một lần thôi nha. Ôi chết rồi, Simmy chạy mất tiêu rồi. Trời ơi, mình lại bị cá ếch mạng các bạn ơi. Simmy. Rồi xong, bị cá ếch mạng luôn, ông Rô ăn của mình nữa bạn ơi. Rô này lao thì chứ mà bắn nhau quá chứ vậy. Mấy người bắn dữ vậy. Rô nè, tôi bắn bể nhà luôn cho mấy ông coi. Ê, Mr. Dịch. À, hãy tên Mr. Dịch đi nha. Ê, hai ông team up kìa. Thấy không, tôi bảo sao. Ủa gì vậy? Đứng ở bên trường học nha. Dịch chơi hình nộm mấy bạn ơi, dịch dùng hình nộm rồi. Cái này thì dùng mình nộm nè. Đứng ở đây nó kêu mình đứng bên kia, đậu xanh. Luôn. Quét. Mọi người ơi, tính ra từ nãy giờ tôi chưa ăn được mạng nào luôn á mọi người. Từ nãy giờ tôi chết hơi bị nhiều rồi đó mọi người. Người ta gọi đấy là nghiệp đấy bạn ạ. Trời ơi, Siro, Mr. Dịch 3 mạng, Simmy 1 mạng, mình không được mạng nào luôn, mình thua cái con gái luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, ai chơi. Trời, vậy là Phong chưa biết rồi, Simmy mấy bữa nay mà được anh tập bắn bông trong Free Fire hơi bị ghê nha. Thôi, em trời, em không quan tâm nữa, giờ em đi lụm súng đây, trời. Phong lên nhà cái con nè, chết Phong rồi. Tôi lại sợ ông quá, ông lên đây. Lên đây đi. Sợ thật. Trời ơi, sợ quá. Okay. Ê, tôi lại sợ ông quá, nghe giống anh đầu cắt môi. Trời ơi, Rô ám sát mình rồi các bạn ơi. Rô ở nhà cắt môi nha quý vị. Okay, quý vị. Mèo Simmy. Rồi, được một mạng đầu tiên các bạn ơi. Mình đã bắn được mèo Simmy. Sim báo vị trí đó làm gì để đi giết Sim. Dịch với Rô mỗi người được 3 mạng luôn, ghê thiệt. Siro. Ôi, ông có giáp kim cương các bạn ơi, hàng gì ông khỏe thế. Trời ơi, ông chơi kiểu lốc xoáy luôn kìa, trời ơi. Gặp hai ông này là sợ chết luôn mấy má. Thôi. Ê, Dịch ơi, em có làm gì đâu, Dịch ơi, tha em lần này, Dịch ơi. Trời ơi, hai ông này, hai ông cứ thấy mình, hai ông bắn mình không chịu bắn nhau các bạn ơi. Trời ơi. Ủa, ông đứng dưới tao thấy ông đâu mà bắn ông. Hai ông bắn một mình không ở bạn ơi, hai ông này chơi team up nhau rồi, bực quá. Mèo Simmy nè. Trời ơi may quá, lụm được một mạng của mèo Simmy. Chưa Sim thấy chưa? Đừng tin Phong. Cái gì vậy? Thật ra là nãy giờ tôi chơi với mọi người chỉ có một cây máu thôi, tôi chỉ hơi KS mạng thôi chứ tôi không có đối dầu trực tiếp được. Ok Sim. Tức quá. Mất tự dịch. No. Ông này ui giùm bọn quay lắm ơi. Lên. Ông Dịch, ông Dịch, ông có nhiều giáp quá bạn ơi, ông khỏe quá à. Bắn ông lại ông ơi. Mình còn gì đâu mà Simmy, yeah, giết được Sim rồi. Simmy sao anh thấy nãy giờ Phong giết em quá trời đấy này. Không, thì từ nãy giờ em chỉ giết được mỗi mình Sim thôi, cho nên là em phải. Mọi người xem tôi là sao. Ui, ông nào bắn ghê lén đó, Siro ạ. Siro. Mèo Simmy nè, mèo Simmy đây đỡ đạn. Siro. Sao lại bắn chúng ta? Hết đạn ơi. Hết đạn các bạn ơi. Em chưa có mặc giáp vô không? Thì em đâu có giáp đâu mà mặc ta.
Mọi người quá đáng lắm á nha, trời ơi. Thôi mấy người chỉ không có giáp thôi, tôi không có súng lên giáp này. Chết rồi bạn ơi, bây giờ không có súng trong người cũng không có giáp luôn thì chơi bời gì nữa, trời ơi. Chết rồi, không có súng, không có giáp, chết tôi rồi. Chạy anh em ơi, mấy tao không ngang lắm. Ông Siro ông khỏe quá anh ơi. Ông có đầy đủ mọi thứ. Anh em mình nghèo hèn quá chứ đây. Từ từ để em dùng xe em bay lên. Bay lên. Mình thấy ông được các bạn. Bay lên đi xe. Bay lên đi. Bay lên. Cái xe nó không chịu bay các bạn ơi. Trời ơi. Anh em ơi. Anh em ơi. Bây giờ mình chỉ ra cái một cách này rất là dễ. Anh em chỉ cần quay lại chỗ mà anh em chết đó. Anh em đi lượm từng cây súng. Thôi em lần này đuôi. Em chết. Trời ơi, ông Rô ông không thương mấy đứa em của ổng luôn các bạn ơi. Ông gặp ai là ông giết người đó, ông không thương, không nể ai. Tại vì tao đã rất là rét, không hiểu không? Tao đây chỉ có một cây máu thôi. Hỏi tao quên đạp vô cái tấm giáp là còn một cây máu à. Ông xạo mọi người, mình biết là chữ ông bảo còn một cây, sao xạo. Con cái giáp, không phải anh là anh xuống anh quên đạp tấm giáp. Tại là máu mặc định là chỉ bây một cây, cây máu bây thôi. Bây giờ chứ bắn mẹ Simmy là dễ nhất thôi, em bắn mẹ Simmy lấy mạng. Hết đạn. Lấy hết máu rồi bạn ơi, chết rồi hết máu rồi. Để bây giờ tôi chỉ có một cây tim mà tôi chấp anh em luôn á. Nên là bây giờ tôi chấp anh em với anh em. Chấp cái gì mà chấp kệ ông. Con tỉ mày mặc full giáp sao mày cầm súng mày chấp ai? Mới em có một tim mà anh, tức là em chỉ có một cây máu thôi. Em có hai cây máu với mọi người, em quên đặt cái cây ấy rồi. Ông xạo mọi người, ông mặc full cây giáp luôn. Ông mặc full giáp kim cương luôn mà ông xạo bạn ơi. Ông xạo luôn này, mọi người. Này xạo. Này xạo à. Không thể nào giết ông được. Bây giờ nè, mình chỉ anh em nè. Chỉ còn một cách duy nhất thôi nha. Trận sâu quá, anh em lụm nhiều giáp vô. Phải có thật là nhiều giáp thì mới mong mới thắng được, hiểu không? Bắn nhau căng thẳng quá. Tôi sẽ giết ông bằng tay không luôn. Tôi giết ông. Ơi, rô 14 mạng rồi, rô gấp đôi mình nè bạn ơi, đánh đấm gì nữa. Thôi trận này Phong chịu thua nha, anh em cứ bắn nhau đi. Ok bạn ơi, thì như bạn đang thấy hiện tại là Mr. Dịch là người duy nhất có súng ở trong đây. Mr. Dịch đã giết được Siro rồi. Coi bộ kỳ này. Hết súng được rồi. Bo vô hết súng được rồi. Giờ súng là chết à. Rồi ai vô. Xong rồi, bo thu rồi đây, coi như là. Nhưng mà mình đừng ít kêu hơn em. Rồi xong rồi. Rồi ok bạn ơi. Thì, không được. Thì coi như là trận này Siro giành top 1, Mr. Dịch giành top 2 và Phong Cận giành top 3, Simmy giành top 4 nha các bạn nha. Ok, tại vì là bây giờ hiện tại là bo cuối rồi cho nên là trận đấu đã kết thúc. Xin lỗi Dịch, nhưng mà Dịch đã chỉ đứng top 2 thôi. Ok rồi, trận thứ hai bắt đầu nào, let's go. Rồi ok, chuẩn bị trận 2 anh em. Trận này là mình sẽ cố gắng mình lụm thật là nhiều giáp mấy bạn ơi. Phải có nhiều giáp thì mới bấm sống đi được. Lâm vô đi các bạn, lâm vô đi. Rồi. Nhảy xuống thôi, lạc cô. Ok, anh em đang bay dù các bạn ơi, bạn coi sau lưng mình nè, đấy anh em mình cũng tao đang bay dù. Tao có kinh nghiệm rồi, tao sẽ không bay vô trường học ở đâu. Trường học không em mất dạy nha. Bấm mở dù mà không báo người ta câu là chơi ra dù nha mày. À, tính ra là em kêu bắt đầu rồi mà anh không chịu nhảy xuống thôi. Ok. Ủa, mình mới thấy Siro chạy vô nhà mình đó bạn ơi. Rô yêu thầm mình rồi, Rô chạy vô nhà mình. Ok. Cây. Rồi. Gì vậy? Thấy bắn nhau bên ngoài. Ui. Siro. Quá trời luôn. Siro. Sim nè, Sim nha, em bị thịt anh nha, Sim nha, em đừng tỏ ra người vô tâm. Em phát hiện rồi, nhìn đây. Dịt, em phát hiện rồi, ông Rô nhảy nhà em là bởi vì nhà em nhiều giáp nhất. Ông nhảy vô nhà em lụm giáp. Nhà em không có giáp, ở bên ngoài đây mới có giáp nè, cái cục đá này có giáp nè. Thôi ông đừng xạo. Nè, nhà em có nhiều súng thôi, hiểu không? Ông đừng ngụy biện. Ok, chạy với anh. Anh nhảy vô nhà em trước, xong rồi anh nhảy ra đây lụm giáp à. Chạy bạn ơi, mình bắn ông lại em rồi. Ui, mình vừa bắt được một con mèo coi. Ba vô ca nè. Ok, ui, ông vẫn bắn mình đấy bạn ơi. Ông này ông khô máu quá, ông muốn giết mình cho bằng được các bạn ơi. Chạy. Sao mà em cảm thấy run sợ ông Siro quá vậy đây. Ê, Siro. Sao tao? Ông Siro, ông đây là à? chuyên gia bắn lén anh. Ông Siro, ông chuyên gia bắn lén anh. Nó chuyên ra núp rồi nó bắn đấy, coi chừng. Đây, để tao đi tao kiếm nó. Khứa này. Ơ, sao kiếm em làm gì đâu kìa. Khứa này đâu rồi. Sao mọi tim bấm giết em kìa. Này anh thì Siro. Anh ơi, kỳ vậy. Rồi, đứng cho em qua kiếm một cái. Em không bắn em đi nữa. Rồi.
Anh không thấy em đâu. Chết sao lại lại team up giết em? Thôi ông im mồm đi. Hồi nãy thì đằng Phong đổ thừa em team up với Việt. Còn bây giờ thì mẹ anh em lại team up giết em. What the hell, sao số em nó đen vậy? Trời ơi, ông đừng nói nhiều. Ông đừng nói nhiều. Mấy cái người mà gọi là chuyên gia đi bắn lén người ta không được quyền nói, hiểu không? Rồi chết rồi bạn ơi, mình đang bị... cho Free Fire, mình cho sinh tồn thì sống dai quyền thoại cho bạn. Thôi đừng nói nhiều, đừng nói nhiều. Ok bạn ơi, bây giờ mình phải đi lượm đồ ăn. Mình hết đồ ăn rồi, mình đi chậm rồi. Đồ ăn, có đồ ăn không? Trời ơi, xài nhà quá. Có đồ ăn. Ok, trời, Mr. Dịch 2 mạng, mèo Simi 1 mạng. Trời, mấy ông này xịn vậy. Ôi mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ leo lên xe, mình vừa lái xe mình vừa bắn nha các bạn. Mình mới thấy em đây nè. Simi chứ trời. Mèo Simi. Mèo Simi nè. Trời ơi, cái súng này của cái rất là buồn đó chứ, là có phải sau tức là bắn nó bị kẹt luôn á. Trời tức quá. Ok, nhiều đồ quá, mình phải lượm đồ. Ok, mình gần full giáp rồi. Trời ơi, tức quá. Ngọc Ender nè. Trời ơi, nhiều thứ quá bạn ơi, Simi nhiều đồ vậy. Hút hồi máu nè. Trời nhiều đồ quá. Luôn á. Hút hồi máu đồ nè. Ok, mình được một mạng rồi nha bạn. Simi kìa. Simi. Yeah, được hai mạng. Tôi là cái bao cát cho mọi người đúng không? Đúng rồi. Simi là Simi giống như là cái con mồi mà để bọn mình gọi là khi mà mình gọi là ít điểm quá mình sẽ đi giết bạn, hiểu không? Đấy. Ok. Trời ơi, nội điên quá. Siro. À, tôi mới thấy Siro bạn ơi, Siro. Chết đi. Tôi sẽ giết ông. Tôi sẽ cho ông thấy thế nào là sức mạnh của Phong Cần TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh. Siro. Nó có full giáp rồi kìa, nó có cầm mũ luôn rồi kìa, tôi không có mũ. Gậy ông. Không có full giáp rồi. Tôi sẽ giết ông. Yeah. Ôi giời ơi, nhiều đồ quá bạn ơi, có giày rồi. Yeah, mình có giày kim cương luôn, full giáp kim cương. Wow. Sao mà bây giờ cứ thắc mắc là tại sao mọi người vẫn thấy mình thì ra mình chưa hai anh em. Trời ơi. Tính ra bọn tôi cũng có hai anh em rồi. Ủa gì vậy? Hình như tôi nghe tiếng bắn nhau, trong đây. À, tiếng... Chưa. Hình như là tiếng... Ở đâu vậy? Ê, Simi. À, mèo Simi. Chạy đi đâu hả, mèo Simi? Trời ơi, mình còn chưa hai anh em nữa. Mèo Simi. À, chạy ơi. Chạy. Tôi chạy đó làm sao? Ủa giết được tôi hả? Ui, mèo Simi nhiều đồ quá bạn ơi, giết mèo Simi cũng hơi mệt nha. Ui. Thôi mình chuyển qua giết Mr. Dịch. Giết Mr. Dịch. Mình không có đồ. Ây da, dịch chạy lại ok. Hộ. Giết bạn luôn à, hộ gì nữa, giết luôn nè, hộ gì? Hộ nè, này thì hộ. Sợ quá. Dịch chơi kỹ năng các bạn ơi, dịch dùng kỹ năng đi, dịch thả bơm mọi người ơi, ghê thiệt. Ok. Tiếng súng đâu vậy? À, trên nóc nhà, bắn xuống các bạn ơi. Ôi trời, bắn kinh nhờ, bắn sợ nhờ. Qua đây, kiểu gì Phong cũng chết, hứa anh em luôn. Ê, nhìn Phong lăn đùa đất này. Siro đứng trên nóc nhà bắn mấy bạn ơi, Siro chơi bắn lén. Ông này thời luôn, ông chiến trai. Rồi, tiếng Phong chết tiếp Phong rồi. Ok anh. Hồi nãy, anh ơi, anh nhớ hồi nãy nó kêu mình team up mà mình không team up không anh? Bây giờ mình team up thiệt cho nó tin anh. Này thì team up. Ôi, uầy, sao lưng cũng có. No, nguy hiểm quá. Tao đã biết thế nào là Leo em. Ok em. Đúng rồi, tao biết thế nào là đi em luôn. Tao biết thế nào là lễ hội luôn hả? Đúng rồi, tao đã biết thế nào lễ hội luôn. Càng thẳng quá. Bản thật sự. Ê, sao ông đứng trên nóc nhà ông mắt đâu mình đi. Nó máu thế rồi anh ơi, nó sắp lên thua nó rồi. Ủa hai ông này team up mấy bạn ơi, chạy Maxim luôn trong nhà kìa mày. Hay quá Sim ơi, hay quá. Maxim đi. À xin lỗi Sim. Anh em mình với Sim team up Sim ơi. Siro ở đây nè Sim. Siro ở đây nè. Ở trước cửa Siro, trước cửa Siro. Team up Sim ơi, team up. Hai người kia team up mày. Sim ơi, trốn đi ba. Siro đâu, đứng lại. À mất tiệt. Dừng. Đâu rồi. Trong nhà. Chết rồi. Bây giờ tôi không quan tâm đến ai hết. Tôi sẽ đi kiếm dịch. Sim đấy nhá, Sim team up nó giờ không quan tâm đến ai hết luôn. Không, ý tôi nói là Sim cứ đi để mình đi giết dịch cho, hiểu không? Ok. Dịch này. Mình ta dịch dễ bị giết các bạn ơi. Mày Sim ơi, mày chết rồi hả? Chết rồi, giết rồi, bí mật của nó. Chết rồi. Dưới hầm bí mật sao?
rồi nó xung xe cũng hết máu rồi, cuối rồi. Để mình phụ xem, để mình phụ xem. Mình xuống đây. Nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Mình xuống đây. Này hero này, này hero này. Bây giờ nó dưới đó nó không lên được đâu anh. Bây giờ mình lên mình xả đạn xuống thôi anh. Thế anh, thế anh nghĩ sao nếu như em có ngọc Ender? Ừ, coi thoải mái bạn ơi. Thoải mái bạn ơi. Ờ, mày thấy không? Mày thấy không? Hai người này cay mình rồi. Yên tâm đi xem, mình làm súng lại cho bạn nè. Tí nữa mình chia súng cho bạn. Ây, dịch ở nhà, dịch ở nhà cây ron á, dịch ở nhà cây ron á. Nhà cây ron đúng không? Ui. Ờ, đúng. À, thấy rồi, thấy rồi. Dịch bắn em thôi dịch. Bắn em thôi dịch. Dịch thua chắc rồi dịch ơi. Đây, hai đứa. Trốn đâu cho bạn khỏi mua máy dịch ơi. Trốn đâu cho bạn dịch ơi. Mizuka. Nó ra vậy? Trốn đâu cho thoát dịch ơi. Xíu rồi. Lâm nè, tôi cho đồ được chứ đồ nè. Đó, giáp nè. Đấy, bọn mình team up xem ơi. Ok. Hút hồi máu nè. Súng không? Cần súng không? Đây tôi cho súng nè. Lấy hết, có gì làm đồ gì. Siro. À, cái gì vậy? Siro cầm súng máy mưa. Bắn Siro đi. À, Siro. Chạy hả đồ? Không phải máy mưa. Ok. Đâu rồi. Đấy, giờ mình 8 mạng, Simi 5 mạng. Ui ơi, Mr. Dịch. À, Mr. Dịch cũng có cho giáp luôn mày ơi. Siro. Ê, ui, mình đang bắn Siro, Mr. Dịch bắn mình các bạn ơi. Trời ơi. Em bị lắc rồi, em bị crack hoài à. Hơi bị nguy hiểm các bạn ơi. Cẩn thận nha, Phong, cẩn thận nha. Yên tâm, tôi có tiệc chiêu mới nè. Cái này nó không phải là crack game mà nó kiểu nó server của Phong nó cứ bị đá mình ra khỏi server ấy. À, dịch chết queo rồi. Hay quá Simi. Okay. Mày thấy không? Simi giết dịch luôn bạn ơi, trả thù trận trước. Đấy, trả thù trận trước. À, bên đây. Đâu. Chạy đâu cho thoát khỏi mù quýt vậy đây? Đây hay hả? Từ. Ây da, ông bắn tới đâu người bò kìa, chừng chết bò. Đừng chết bò. Nấp đây nè. Từ. Ông bắn tới đâu người bò xem. Đứng đây đi. Ê, lên kìa. Xoay mấy tụi dịch ra ngoài. À, Siro. Siro nè, cảm ơn Siro cho em một mạng nha. Nó xuống đi anh. Yeah, bây giờ nó xuống được rồi. Mấy tụi dịch đâu? Bây giờ là Phong cũng không thể nào vượt được kêu của anh rồi. Tại vì bây giờ anh em có giết thêm dịch với cả Sim nữa, em chỉ được có 2 mạng thôi. 12 thôi, 11 thôi. Top 1 là được rồi. Victory. Yeah. Ok bạn ơi. Mọi người mỗi một trận nha. Thì hiện tại là Phong đã được top 1, Simi được top 2 bạn ơi, bạn thấy bọn mình xịn chưa? Và anh em thấy gọi là trận chiến hero đại chiến như thế nào? Nếu bạn thích trận chiến này đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Simi cùng với Mr. Dịch và tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì bọn em quên rồi nha Dịch. Ok, quên. Không thèm xuống luôn. Bye bye. Ở trên này bỏ toàn tiếng mạng.